16 tuổi mang vừa cho em với giá là 89 nghìn một set thôi nha, em còn ít em sale luôn á. 89 nghìn là còn mình size 20 đến 25 cân thôi. 20 đến 25 cân cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em số này lên là 21 cho em đi. Có 21 89 nghìn nha mọi người nhá. 89 nghìn cho em màu xanh màu cam này. Đó, màu xanh màu cam này. Màu hồng thì em hết rồi, màu hồng em chỉ còn vài set thôi nhá. Và số này lên là 21 89 nghìn đồng cho em nha mọi người nhá. 21 kèm cân nặng cho em. Đó, 89 nghìn đồng cho em, mã số là 21 cho em nha mọi người nhá. Chất liệu của nó là cotton 100% luôn cho em, đây là set rồi ạ. 89 nghìn một set nha mọi người nhá. 89 nghìn đồng cho em, bên trong có quần nha mọi người, mặc rất là thoải mái cho em nhá mọi người nhá. Mặc tha hồ vui chơi thoải mái, không bị hở hang hàng hóa gì của các con đâu nha mọi người nhá, nên mọi người yên tâm cho em. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 21 nha. Cái này là 21 này. Phạm Bống 20 này, ok. Thị Khung 21 này. Lan Nguyễn 21 này, ok này. 21 cho em với giá là 89 nghìn cho em nha mọi người nhá. 89 nghìn, mặc sơ vi hay mặc vuông cũng được. Mặc sơ vi hay là mặc vuông ra cũng được nha. Đó, chị nào lấy 21 thì comment cho em là 21 cho em là được. Mai Vũ lên số điện thoại ạ. Mọi người lên số điện thoại đi. Mai Vũ lên số điện thoại đi. Trang Nguyễn có 21 rồi, ok. Mai Vũ lên số điện thoại cho em 89 nghìn nha các chị yêu nhá. 89 nghìn, mã số lên cho em là 21 nha. 21 cho em nha mọi người nha. Đó, 21 cho em là được nha mọi người. Có quần bò 10 cân không có đâu chị, 10 cân mặc quần bò làm gì cứng lắm. 10 cân mặc quần bò con khó chịu ấy. Rồi chị nào lấy 21 thì comment 21 cho em nhá. Rồi lên cho em bộ cút tông này. Bộ cút tông mã số 22 này. Đây. Lên cho em bộ cút tông mã số 22 này. 21 cho Nani này, ok này. Nguyễn Thị Hạnh có 21 rồi. Mavi lên có 21, ok này. Chị gì? Em bảo chị gì lên số điện thoại. Mai Vũ. Mai Vũ lên số điện thoại đi. Ok, Mai Vũ có 21 này. Rồi lên cho em mã số 22 bộ nha mọi người nhá. Lên bộ cốt tông cho em này. Bộ cốt tông size 17 cân đến 30 cân cho em, mã số cho em là 22 bộ theo nhá. Bộ theo với giá tặng là 89 nghìn một bộ đi. 30 cân quay đầu cho em. 17 cân đến 30 cân, mã số lên cho em là 22 này. Đấy, bộ theo rất là đẹp nha mọi người, theo gucci này, đẹp lắm. Theo gucci toàn bộ luôn nhá mọi người nhá. Quần của em này. Đây, quần của em đang đúng dài nha mọi người nhá. Cái này đúng dài nên mặc không sợ bị hở hang đâu nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 22 cho em này. 22 bộ nhá. Bộ cho em 89 nghìn một bộ, size 15 cân này. 17 cân đến 30 cân cho em. 17 cân 4 tuổi trở lên đến 30 cân cho em nhá. Nguyễn Tú có 21, Khazin có 21 rồi, ok, hai bộ này. Rồi cái này lên cho em mã số là 22, màu hồng, màu xanh này. 22 cho em, đây là màu cam này, với giá là 89 nghìn, size 17 cân đến 30 cân em có size. 17 cân đến 30 cân em có size, mã số cho em là 22 nha mọi người nhá. Đấy, 22 màu xanh nhạt này, xanh đậm, xanh nhạt, màu cam và màu hồng cho em nha các bác nha. Chị nào lấy 22 thì comment cho em bộ bé gái, không phải bộ bé trai đó nhà em, chỉ chuyên hàng bé gái thôi nhá. Đấy, mã số lên cho em là 22 bộ nha mọi người nhá. 22 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn, mã số cho em là 22 nha mọi người nha. Hoa nhí đằng sau. Xuân Trúc Lưu okay. Có mã gì đấy chị? Xuân Trúc Lưu comment mã số đi chị ơi. Xuân Trúc Lưu comment mã số cho em nhá. Này cái này thì nó không cho mình được, cái cổ nói khó quá. Cái này ương nữa. Rồi mã số 22 nha các chị nhá. Cái này lên cho em mã số là 22, comment mã số cho em với, xanh đậm, xanh nhạt, màu hồng và màu cam nhá mọi người ơi, với giá là 89 nghìn đồng cho em nha mọi người nhá. Mã số là 22 cho em đi, không sai 30 cân quay đầu thôi ạ. Đầm sau lưng có màu khác không, đầm màu gì đấy. Váy hoa đi ạ, xem váy hoa ok. Rồi chị nào lấy comment nhá, lên váy nhá mọi người nhá. Em thích bán váy á. Em cũng thích bán váy á. Thích bán váy cực luôn á. Rồi mã số tiếp theo lên váy này. Chân váy này, em có cái chân váy này em bán tặng các chị chân váy này, mã số mấy đấy? 11. Rồi chân váy lên cho em mã số là 11 này. Đây nhá. Rồi lên chân váy cho em này, chân váy mọi người nhá. Lên chân váy cao cấp cho em chân váy ren này. Chân váy ren cao cấp cho em chân váy tay bồng cao cấp này, size cho bé là từ 25 cân đến 40 cân cho em chân váy mã số 11 cho em với giá chỉ có 79 nghìn một cái nhá mọi người nhá. Cái này lên cho em mã số 11, 79 nghìn này. 22 là 89 nghìn nha. Xuân Trúc Lưu có 22 ok này. Tươi Huynh có 22 ok này. Bộ Gucci theo đấy là 89 nghìn, mã số là 22. Rồi lên cho em chân váy cho em mã số lên là 11 cho em này. Mã số 11 cho em. Form size cho bé là từ 22 cân đến 40 cân em có size nhá. Huỳnh Như lên số điện thoại ạ. Huỳnh Như lên số điện thoại cho em nào. Huỳnh Như lên số điện thoại cho em nào. Rồi cái này lên cho em mã số là 11 cho em, chân váy tầng này bên trong.
trong em có lót nha mọi người nhé, bên trong có một lớp lót luôn đấy, đây có lót quần này, đó có lót quần cho em nhé mọi người nhé, form size là từ 22 cân đến 40 cân, em có size chân váy 79.000 một cái nha, 79.000 đồng cho em mã số cho em là 11 nha mọi người nhá, nhà em không có đồ bé trai nhá chị, mã số cho em là 11, cái này chân váy này là mã số 11 nhá, mai ngủ 22 hình như 22 rồi ok, cái này lên cho em mã số là 11 cho em là có đơn nha bác nhá, 11 này. Bộ thun 40 cân em không còn chị ạ, bây giờ không còn bộ thun 40 cân nhá, cứ có một gì 40 cân thì là hết mất rồi, khách chọn hết đấy, bây giờ chỉ còn size 35 cân thôi. Rồi 11 kèm cân nặng cho em nha mọi người, với giá là 79.000 một váy nhá mọi người nhá. Đây cái này của em là chất von lưới rất là đẹp và có hình này TB này, nó theo ở đây luôn đó mọi người, đẹp cực luôn á. Cái chân váy này này mặc kết hợp với áo phông cho em nhá, áo phông hoặc là áo sơ mi đẹp. Mã số cho em là 11 cho em nhá, 79.000 cho em nhá, 79.000 mã số cho em là 11 nha mọi người nhá. Áo phông thì gần cuối like là em lên nhá mọi người nhá. Áo phông thì thường thường gần cuối like là em lên. Rồi chị nào lấy 11 thì comment cho em là 11 cho em 79.000. Size 20 cân đến 40 cân em có size nha các bác nha. 20 cân đến 40 cân em có size, 22 cân đến 40 cân nhá. Rồi chân váy cho em là được nhá. Chân váy mã số 11 này. Nói lên gì quên mất xíu nhỉ. Còn nói lên gì quên mất nhỉ. Quần suông á. Đây quần suông đây là mã số mấy đó? Quần suông là mã số 15 cho em nhá mọi người. 11 cho hành vàng này. Chân váy là 79 không? Mình chân váy thôi, mình chân váy thôi nha. Rồi Huyền Thảo có 11 này. Rồi lên quần suông là mã số 15 này. Quần suông cho em là mã số 15 này. Đây quần suông ngố nhá. Size từ 15 cân đến 40 cân em có size, mã số cho em là 15, quần suông ngố của bé gái á. Với giá là 89.000 một quần thôi, quần suông ngố cho em mã số này lên là 15 đi. 15 nha. Mã số là 15 cho em, 89.000 cho em quần suông này. Quần suông ngố nhá, không lựa kiểu đâu, 89.000 hàng trăm, 8200 em bán tặng 89.000 quần suông ngố cho em. À, size từ 15 cân là có size rồi. 15 cân đến 40 cân cho em tầm 3 đến 10 tuổi là mang vừa nhá. 3 đến 10 tuổi là mang vừa cho em, mã số lên là 15 cho em đi. Ngọc Lan có 11 rồi, Nguyễn Nga 11 rồi, ok này. Rồi quần suông cho em 89.000 một quần nha các bác nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại đâu nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại đâu. Mã số cho em là 15 đi, đúng không em? Quần suông ngố là mã số 15 cho em 89.000 đồng nha. 89.000 cho em, mã số này là 15 cho em nhá. Nguyễn Huế 15 rồi, ok này. Váy tay bồng màu hồng 25 cái một số. Váy tay bồng này là mã số 09 ạ nhá. Comment 09 cho em đi, khoảng lặng 15 rồi ok nhá. Rồi mã số 15 quần suông ngố nha mọi người ơi, 89.000 nha mọi người. Đẹp quá nhá, suông ngố mặc ở trên gối hoặc qua gối một xíu thôi nhá mọi người, không phải dáng dài đâu nhá. Đây cái này mặc mùa hè rất là mát, rộng rãi thoải mái cho em, chun cũng mềm và chất liệu của nó cũng rất là mềm. Coi bán cho em, mã số cho em là 15 cho em với giá là 89.000 một quần thôi nha. 89.000 đồng cho em, mã số này lên là 15 cho em nhá mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 15 thì comment cho em 15 quần suông ngố cho em, nó có nhiều hình lắm, các chị không lựa hình nha mọi người nhá. 89.000 là chủ yếu là màu xanh thôi, mùa hè này mặc màu xanh nó sạch á, nó sạch sẽ ấy. Rồi chị nào lấy thì comment là 15 cho em, 89.000, size từ 15 cân cho tới 40 cân cho em, 15 cân đến 40 cân em có size nha các chị nhá. Đấy giá ngố này của nó là giá đến mặc đến gối hoặc là qua gối một xíu nhá mọi người nhá, không phải quần dài đâu nha, chun ở sau cũng mềm, co giãn cho em, mã số là 15 nhá. Tóc gối có này, Hồ Thùy 11 này, Hàng Lê 15 này, Đinh Thị Hảo, Đà Đào Thị Hảo 15 này, Hiền Trần 11 rồi, chân váy cho Nani rồi, ok nhá. Hàng Lê có rồi, váy vàng ở sau là 109.000, mã số là 08 nhá. Váy vàng này là 109.000, 08 này, váy vàng 08 này, váy xanh là 09 này, 119.000 nhá. Đó, rồi Nani có 11 rồi, ok. Rồi 15 là quần suông nhé mọi người, 15 là quần suông cho em nhá. Quần suông dài không có, không chọn kiểu đâu. TV không chọn kiểu đâu nhá, nhắc em nhắc lại là không chọn kiểu đâu các chị nhá, chọn ngẫu nhiên nha mọi người nhá. Cái gì bộ sau lưng chị đó là đầm phải không chị? Đúng rồi, toàn bộ ở sau là đầm hết nhá, toàn bộ ở sau của em là đầm hết nha mọi người. Cái này là 08 em lên rồi đấy chị ơi, các chị ơi, em lên khá nhiều lần hai cái váy này rồi á, em sợ khách sẽ đặt trùng á, nên là mọi người đặt rồi đừng có đặt lại nhá mọi người. Cái này là 08 này, size 15 cân đến 25 cân cho em 08 này, 109.000, con này là 08 nha mọi người nhá, 109.000 con này.
xốp này, xốp tay bầu mềm cho em rất là đẹp. Con này là 09 nha, 09 119.000. Em có màu xanh này, 09 cho em màu hồng này. Đấy, 119.000, size 17 cân đến 37 cân nhé. Và 09 cho em đây là màu xanh cốm này, màu xanh cốm cho em 09 nhé. Đó, 09 119.000, màu xanh cốm này đang rất là hot luôn. 09 nha, người nhé. Đây là 09 119.000. Rồi lên váy tiếp này. Mã số tiếp theo này. Trong em có lót này, có bút màu hôi nhá mọi người nhá. Đấy, cái này lên cho em mã số này là 10
17 cho em 109.000 nha mọi người nhá. Cái này hôm qua em bán 129.000, hôm nay em bán nhầm á. Bán nhầm giá này, cái này hôm nay bán nhầm giá. Váy xanh ở sau 119.000 nhá. Rồi chị nào lấy thì comment mã số này là 17 cho em nè. 109.000 cho em size 15 cân đến 35 cân. Mã số cho em là 17 nha. 17 cho em váy này. Nhá, liên kim có 23 rồi ok, kim Yến Nguyễn 23 rồi ok nha mọi người nhá. Đó, mã số này đây là 23 cho em màu, 17 cho em màu hồng và 17 cho em màu chấm bi trắng nha mọi người nhá. Đó. Rồi, váy Burberry. 14 à? 14, 129. Rồi, lên Burberry cho em mã số tiếp theo này. Mã số 14 này, Burberry cho em này. Mã số 14 cho em Burberry nhá mọi người nhá. Burberry dòng cao cấp cho em này, form size cho bé là từ 22 cân đến 40 cân. Em có size Burberry cho em 129.000 cho em dòng cao cấp đẹp lắm. Cái này chất của nó là chất mềm, thô mềm ấy. Rất là mềm luôn mà không bị nhăn nhá mọi người nhá. Thường thường các cái chất thô bình thường là nó sẽ bị nhăn, nhưng mà cái này nhà em là nó không bị nhăn. Mã tiếp theo lên cho em là 14 này nhá. 14 này, Maryland này, lên váy hoa đợi em xíu nhá. Hương Sen có 17 rồi ok này. Đinh Thu Thủy có 17 rồi nhá. Rồi mã này sọc này, mã sọc lên cho em là 14 nhá mọi người. 129.000. Các cái sọc này ở bên ngoài các chị phải mua ít nhất là với giá phải tầm 300-400, ý là phải tầm 300 đến 350 ấy. Nhưng nhà em bán tặng cho các chị size to đùng luôn, 129.000 cho em mã số lên cho em là 14 cho em màu sọc đậm và sọc nhạt cho em nhá mọi người nhá. Màu sọc đậm và sọc nhạt cho em nhá. Màu sọc đậm và sọc nhạt cho em, mã số lên cho em là 14 cho em nha mọi người nhá. Mã số cho em là 14 đi. Đó, 14 cho em. 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Cái này lên là 14 cho em, có màu đậm và màu nhạt, sọc đậm sọc nhạt cho em. 20 cân đến 40 cân em có size 109.000 cho em nha. À 129.000 cho em nha mọi người nhá. 129.000 cho em. 129.000, mã số này là 14 cho em nha. 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 14 cho em nha mọi người. Mã hàng là 14 cho em nhá. Đó, 14 đi. 14 này. Váy hoa này. Rồi lên váy hoa mã số tiếp theo này. Đây, váy hoa này, mã số này đọc cân nặng đi em. Mã số là mã số 24 này. Rồi lên cho em mã số 24 này. Tí này em không có quần chip đấy, tí này em sale quần chip cho các chị luôn nhá. Mua váy là phải có quần chip cho con. Quần chip là phải mấy tháng một thay một lần rồi. Rồi mã số 24 cho em, váy này em có size 17 cân đến 30 cân cho em này. Mã số 24 này. Đấy, mã số 24 cho em với giá là 109.000, size 17 cân đến 30 cân em có size nhá mọi người nhá. 109.000 cho em mã số 24 của gen vuông. Cái này của gen vuông cho em nhá mọi người nhá. Chất rất là đẹp luôn á. Ở phần sau cũng là của gen này. Em có màu hồng và màu vàng cho em nha mọi người nhá. Màu hồng và màu vàng cho em mã này lên cho em là 24 nhá mọi người nhá. Đấy, con này lên cho em mã số là 24, 109.000. 109.000 đồng cho em nhá. Mã hàng là 24. 24 giúp em nha mọi người nhá. Hôm nay cẩn thận có trùng mã đấy nhá. Chia đơn á. Châm anh có 14 sọc nhà thì ok nhá mọi người nhá. Jean ấm suông dài không có, chỉ có jean ngắn thôi. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 24 cho em với giá 109.000. Form size là 17 cân đến 30, 32 cân em có size nhá mọi người nhá. Châm anh lên lại số điện thoại ạ, size số chị ơi. Châm anh lên lại số điện thoại kìa, châm anh size số điện thoại. Rồi chị nào lấy thì comment mã số là 24 cho em nhá. Hoa vàng 24 hoa hồng cho em 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 đồng cho em. Đó, 17 cân đến 32 cân em có size nhé mọi người nhé. 109.000 cho em này. Đó, chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 24 cho em nhé. Châm Anh ơi, lên lại số đi, size số rồi nhé. Châm Anh lên lại số đi, mã số 24 cho em. Đó, hoa vàng, hoa hồng cho em này. Rồi lên quần chip đùi này. Số 25 quần chip cho em này. Lên quần chip đùi cho em mã số 25 này. Đây nhá, rồi lên quần chip đùi cho em, chất siêu mềm và siêu mát luôn cho em nhá mọi người ơi. Này đây, cái này lên cho em hàng Quảng Châu cao cấp này. Nó rất là xinh cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên cho em là 25 này, 25 quần chip đùi cho em size 10 cân đến 25 cân em có size nhá mọi người nhá. Mã số cho em là 25 quần chip đùi cho em này. Bình thường các chị mua cái này ở bên ngoài là phải tầm 23 đến 25 nghìn một quần. Em bán tặng cho chị 179 nghìn một chục quần thôi nhá, tức là 17 nghìn một cái. Một chục là 179.000, còn 5 cái là 95.000.
comment cho em là chip 5 hoặc là chip 10 cho em là được nha. Các cái quần chip này phải tầm 3-4 tháng là phải thay cho con một lần rồi ấy nha mọi người nhá. Đấy, để giữ gìn sức khỏe cho con. Rồi quần chip lên cho em mã số này, quần chip 5 hoặc chip 10, 5 cái là 95.000, còn 10 cái là 179.000 cho em quần chip đùi nha mọi người nhá. Từ 10 cân đến 25 cân em có size này. Đó, 10 cân đến 25 cân cho em này. Đó, rất là xinh luôn nhá. Chị nào lấy chip thì comment cho em mã số lên là 10 đi. À quên 25 đi nhá. Ủa sao tự nhiên nó đứng im đấy. Quần chip là mã số 25 cho em nhá. Cho mày gọi lên lại số điện thoại đi kìa. Sao tao cái máy của tao bị làm sao mà không thể comment mày. Nè, cái máy này bị điên rồi. Chẳng thấy comment đó. Rồi mã số này lên là chip 5 hoặc chip 10 cho em nha các chị nhá. Chip 5 hoặc là chip 10 giúp em nha. Size 10 cân đến 25 cân em có size nhá mọi người nhá. Từ 10 cân đến 25 cân cho em này. Đó, có nhiều màu lắm. Có, nó chiêu chung là chủ yếu là xanh với hồng ấy. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá. Đó, chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 10. 10 cho em. À quên, mã số là 25 cho em quần chip nha mọi người nhá. Quần chip là mã số 25 giúp em. Quần chip là mã số 25 cho em nhé mọi người nhé. Đó, quần chip là mã số 25 cho em. 5 cái là 95.000, còn 10 cái là 179.000 nhé. 10 cái là 179.000, còn 5 cái là 95.000 đồng cho em nhé. Chị không thấy thì thấy comment luôn em ạ.
thấy comment em chẳng đọc được ấy chị mọi người ạ. Cứ phải xuống máy cứ thấy thì chắc là cái máy của em nó bị đơ ấy. Cái máy like của em nó bị đơ á. Em không thấy comment luôn, từ đến cái chỗ chị Trâm Anh là không thấy đặt comment luôn á. Không thấy ra comment luôn. Rồi mã số 26 cho em nhé mọi người nhá. 26 cho em giá là 79 với một cái 15 cân đến 25 cân cho em nhá. 15 cân đến 25 cân cho em, mã số lên là 26 đi. 26 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Không lựa màu nữa mọi người ơi, 79.000 nha mọi người. Còn ít nên tặng 26 79.000. 15 cân đến 25 cân cho em nha. Tay bồng này, nó cũng là tay bồng nhá. Tay bồng rất là đẹp luôn, 79.000. Đấy, rồi chị nào lấy 26 thì comment cho em là 26 nha các chị nhá. 26 79.000 cho em. Nha, 79.000 này. Đây còn hai bộ này sale luôn này. Đây còn hai bộ này size 20 cân cho em này, 17 20 cân cho em này, sale luôn 69 với một bộ luôn này.
xu ngủ này. Đó, quần xu ngủ cho em size cho bé là từ 15 cân đến 40 cân em có size nhé mọi người nhé. 15 cân đến 40 cân em có size xu ngủ nhé. Đó, xu ngủ cho em. Xu ngủ 89.000 nha mọi người nha. 89.000 cho em xu ngủ nhé. 89.000 cho em này. Đó. Áo nha, lên áo nha. 08 hết 36 cân rồi. À, 36 cân thì còn màu hồng. Cái 08 đến 36 cân em còn màu hồng nhá. Đâu làm sao mà giải quyết thì Xuân Đào nói rõ lý do đi nhá. Cho em gọi điện tí là mới gọi điện được. Pidama có. Rồi 08 cho em nhé mọi người nhá. Chị nào nói 08 à quên 15 chứ, mã số 15 cho em trước, xin lỗi mọi người nhá. Mã số 15 cho em quần suông với giá là 89.000 cho em. Mã số này là 15 này. Đó nhá, 15 này. 89.000 nha. Ờ cái gì nhỉ? Pidama có Pidama này. Pidama là mã số 27 đấy. Đây Pidama đùi này. Pidama đùi cho em mã số 28 đúng không? Pidama đùi cho em size 20 cân đến 35 cân cho em này. Pidama đùi cho em này. Đó quần đùi nhá mọi người nhá. Chất của nó là lụa satin mềm cao cấp. Nói chung là cái lụa này là hàng cao cấp này. Form size là 20 cân đến 30 cân cho em bộ lụa, bộ Pidama cho em với giá là 109.000 đồng cho em size đại nha mọi người nhá. 109.000 cho em Pidama, mã số lên là 28 đi. Mã số 28 cho em Pidama nhá mọi người nhá. 109.000 cho em ạ. Xong rồi bây giờ em lên áo đấy nhá. Rồi chị nào lấy thì comment Pidama em có màu hồng này, quần đùi nhá mọi người ơi, cái này là quần đùi nhá. Đây 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 có quần đùi này. Đó nhá, cái này là quần đùi giúp em nha mọi người nhá. Pidama là quần đùi này. Đó màu xanh này. Đấy, màu xanh này, quần đùi này, màu hồng, màu xanh này, cổ lá nhọn đẹp lắm. Màu nâu này, đó rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em bộ Pidama này là mã số là 28 nhá mọi người nhá. 109 một bộ nha mọi người nhá. 109.000 cho em mã số lên là 28 màu nâu, màu xanh và màu hồng cho em nha mọi người nhá. Nâu xanh hồng size 20 cân đến 35 cân em có size. 20 cân đến 35 cân em có size, mã số cho em là 28. Ok chị Xuân Đào nhá, cứ gửi lại đem đổi cho. Gửi đem đổi cho nhá chị Xuân Đào nhá. Gửi lại đem đổi cho chị. Rồi ok nhá, chị nào lấy thì comment cho em mã số này lên là 28 nha mọi người nhá. Mã số 28 cho em 109 một bộ lụa satin cao cấp cho em nhá mọi người. Chất mịn lắm mà rất là sướng luôn ấy. Mặc mát rồi rượi luôn này. Đó thấm mồ hôi cho em rất là sướng luôn nhá mọi người. 20 cân đến 35 cân cho em với giá là 109.000 nha mọi người nhá. Lên thêm 1-2 mã áo nữa thôi nhá, lại nghĩ nhá. Ok nha, mã số tiếp theo lên cho em này. Cái chốt cái gì đấy? Sao không thấy comment mail? Pidama chốt chị Lucia là chị Phạm Thủy. Trời ơi, trên đây không có comment tức ghê á. Rồi lên áo phông cho em mã số 29 này. Rồi Hương Sen này có 28 này, Phạm Thủy có 28 này. Chị Xuân Đào inbox đi nhá, tí là có nhân viên check nha. Rồi mã số 29 cho em áo phông nhá mọi người nhá. Áo phông tàu cho em này, cái này hàng cốt tông tàu rất là đẹp. Size 20 cân đến 40 cân em có size. Mã số cho em là 29, áo phông này 69.000 một cái nhá. Cái hình con này là đang rất là hot luôn á. Cái hình con này rất hot luôn. Mã này lên cho em là 29 này. 29 áo phông nhá, 20 cân đến 40 cân em có size, giá là 69.000 một áo nhá mọi người nhá. 69.000, 20 cân đến 40 cân em có size nhá. Màu ghi, màu hồng, màu xanh này, nói chung là áo nhiều màu lắm mọi người. Chất cốt tông tàu cho em không bay không giáo, rất là đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy thì comment cho em mã số này lên là 29 nha mọi người nhá. Mã số cho em là 29 cho em áo phông cho em 69.000 một áo nhá mọi người nhá. 69.000 đồng cho em nhá. Mã số lên là 29 này. Hôm nay ước đi chơi được tí buổi tối mà không được đi nè. Nào phải like chán rồi nè. Màu nâu, màu xanh này. Cứ nghĩ đến cái nhà này phải đi chán đời. Ok nhá, mã số cho em là 29 nhá mọi người nhá. Khoảng nặng 28, Pidama cho Hải Hương 28 rồi ok nhá. Rồi 29, cái này 29 này, áo này 29 này, biết liệu có 28 nâu rồi này ok nhá. Cái bộ Pidama này đẹp lắm các chị ạ, chất nó sướng cực. Chất lụa satin cực kỳ xịn luôn á. Rồi áo phông là 29 nhá, 69.000 nhá. Còn áo phông nhé, bán đồng giá là 69.000. Không thì em có cái đấy với lại hình Mickey nữa.
Mickey này. Rồi lên phông hình Mickey cho em này. Lên phông hình Mickey cho em này, size 20 cân đến 40 cân cho em, mã số cho em là 30 này, mã số 30 cho em áo phông Mickey nhá mọi người, cũng size 20 cân đến 40 cân cho em với giá là 69.000 luôn này, mã số 30 này. Đấy, lên áo phông là mã số 30 cho em màu đen này. 30 cho em màu gì đây, màu ghi này. 30 cho em màu xanh dương này, màu xanh dương ở ngoài đẹp nhưng mà trên line sao nó cứ bị đậm đậm ấy. Màu xanh dương này. Màu xanh dương cho em này, 20 cân đến 40 cân cho em nha các chị nhá. Chất có tông tàu co giãn cho em mà không bị bay chất đâu. Mã số 20 cho em màu nâu tây này. Đấy màu nâu tây à, 30 cái này là 30, mã số 30 cho em nâu tây này. Nâu tây cho em với giá là 69.000 nha mọi người nhá. Mã số 30 nhá. Có zin đùi chị nhá, em có zin đùi đấy mọi người ạ. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số 30 cho em nhé. Thanh Hiền Bùi có 29 này, Như Phương 29 ok này. Nói chung là áo phông nhà em mà Mickey với bệ gấu thì đều đồng giá là 69.000 nha mọi người nhé. 29, 30 áo phông đều 69.000 một áo và có đều có size là 20 cân đến 40 cân cho em nhé. Trần Hoài 29 rồi ok. Rồi mã số này, à cái màu trắng này em chỉ có size đến 30 cân cái Mickey này thôi nhá. Màu trắng thì có size 25 cân chứ, không phải 30 cân. Tôi mã số 30 là Mickey 69.000 nha các chị nhá. 69.000 cho em xong lên lại một sóc đùi cho nhá. Mã số 30 69.000 cho em nhá mọi người ơi. Có 69.000 cái áo phông size to đùng luôn á. 20 cân đến 40 cân em có size đúng màu luôn cho các chị lựa chọn nhá. Như Phương có 30 ok này. Đó 30. Rồi lên tiếp cho em một mẫu nhá. Áo phông hai mặt có size gì em? Đỏ xanh nào. Đỏ nơi đỏ ghi này. Áo mặt không phải màu xanh đỏ xám nâu có đứa. Rồi mã số lên là 31 cho em này, áo hai mặt này. Mã số 31 này. Đó cái hình này cũng đang rất là hot 31 này. Đây con này em cũng có size gì đấy. Size 20 cân đến 40 cân cho em, mã số lên là 31 cho em nhá. Vịt hai mặt này. Đây con này là vịt hai mặt nhá, người ta gọi là vịt hai mặt đang rất là hot luôn đấy. Cái này của người lớn cũng đang rất hot luôn. Mã số lên cho em là 31 này. Size 20 cân đến 40 cân cho em với giá của 69.000 một cái nhá. Cái này em nhập được 63.000 rồi đấy. Cái này hàng tàu em nhập 63.000, bây giờ em bán 69.000 đây này. Em nói chung là áo phông thì em chỉ bán kèm thôi chứ còn không lời lãi gì cả. Nên là em bán kèm các chị 31 69.000 luôn nhá. Mã số 31 cho em 69.000 cho em nhá. Dung Huỳnh có 30, Như Phương 30 rồi ok đây mặt sau này. Đó có màu nâu, màu đỏ, màu ghi nhá. Cái áo này thì có màu nâu, màu đỏ, màu ghi cho em mã số lên là 31 đi. Và 31 cũng size 20 cân đến 40 cân cho em 69.000 nhá các chị nhá. 31 cho em. Đó cái này lên là mã số 31 cho em nha mọi người, 69.000 cho em nhá. Đấy tăng mát này, hàng cốt tông tàu mặc xuống lắm mọi người ạ. Đây tăng mát cho em này. Đó chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 31 cho em, 69.000, 20 cân đến 40 cân cho em nhá mọi người nhá. 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Đó, màu ghi, màu nâu và màu đỏ cho em 31, 20 cân đến 40 cân 69.000 nha. Đấy lên này áo phông nhá. Cho em nhá mọi người nhá.
99.000, mã số cho em là 32, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Đó, mã số lên là 32 cho em. Màu cam, màu vàng và màu hồng cho em với giá là 99.000, đúng rồi. 99.000 cho em nha mọi người nha. Mã số lên là 32 đi nhá. 25 cân đến 40 cân, 5 tuổi trở lên cho em mang vừa. 5 đến 12 tuổi nhá. Đó, chị nào lấy 32 thì comment cho em là 32 cho em là được nha mọi người. Cái này là hàng thiết kế nha mọi người nhá. Comment là 13 cho em nhé mọi người nhé, 89.000 cho em nhé, chất thô mềm cho em ạ. Nói chất
không mệt nha mọi người nha. 13,89 nghìn cho em này. Xong đùi cho Vân Anh này, 37 cân này, Lan Anh có 19 hai cái, ok này. Tôi nhá. Bây giờ mới có comment đây này. Tôi nha. Phong lên vừa lên xong mà. Phong em vừa lên rồi chị ơi. Vừa lên rồi nhá, bây giờ cầm nhanh này. Cầm nhanh này, không có em nghỉ like đây. Áo phong này, hai lên 69. Áo số này là 29, áo phong này 69 nghìn này. Áo phong đồng giá 69 nghìn nhá, hình gấu không hiểu Mickey là được. Áo phong này là hình gấu này. Hình gấu 69 nghìn, mã số là 29, size 10, size 20 cân 40 cân này. Mã này là 29, 69 nghìn đồng cho em nhá. 69 nghìn, mã này lên là 29 này. Đó, áo phong này 69 nghìn, size 20 cân 40 cân này. Con gấu này đang rất là hot, cả người lớn và trẻ em luôn á. Rồi mã số 29, 69 nghìn, em lật như thế này các chị tự xem màu nha mọi người nhá. Đó, mã số 21, trời, à, 29 nhá. Thế này lên là mã số 29, 69 nghìn đồng cho em này. Đó, 29, 69 nghìn nhá. 20 cân 40 cân. Là mã số 30 này. Thế, Mickey là mã số 30 này, cũng size 20 cân này, 40 cân, 69 nghìn áo Mickey này. Mickey là mã số 30. Thôi em không lên ở đâu mọi người ơi. Bây giờ em nghỉ like đi nhá, tại vì còn hết người rồi. Hẹn mọi người sau nhá. Mã số 30 đấy nhá, lên cái mã này này, cuối cùng em nghỉ này. Mã số 30, 69 nghìn nhá, 20 cân này, 40 cân áo phông. Mã số 30 áo phông Mickey nhá. Vừa lên xong rồi lại bắt lên lại. Tôi nha, các chị mà muốn thôi ok nhá, chị nào lấy thì comment trên mã này lên là 30 nhá. 30 áo phông nha mọi người. Áo phông Mickey nha. Phông Mickey size 20 cân đến 40 cân nhá mọi người. Cũng có giá là 69 nghìn nha cho em nhá. Rồi hơn nghỉ like nhá. Ôi đừng có comment đi comment lại nữa. Bye bye mọi người nhá. Bye bye mọi người nha. Em nghỉ like đây, bye bye các chị nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em trưa nay nhá. Bye bye mọi người nha. Tạo like đã ơi. Để ra tắt live chim ba đi đón nè. Rồi vô chia sẻ cho mấy chị live cuối cùng rồi đó. Đáng lẽ là em nghỉ rồi đó mọi người. Mà bom ngập hết cả nhà như thế này rồi sao nghỉ. Phải xả hết bom rồi mới ăn Tết được chứ. Vô chia sẻ giùm em nha. Cố lên xả hết rồi nhậu hả. Cái mà cái câu chuyện bom này nó không có dừng ở ngày hôm nay đâu. Nó còn nhiều lắm, nó còn dành tới qua năm. Em sợ chị thật, cuối năm mới chị tặng cho mấy bao tải bom kinh khủng khiếp, sợ luôn ấy. Quần đang mặc em hết à, hôm bữa em xả hết mất tiêu rồi. Trời ơi cái gì đây trời. Thảo Huỳnh, bạn hình khách quen bên mình đúng không?
vô mấy chị ơi, vô xả nha, chia sẻ cho em đi đã. Vô chia sẻ giùm em cái đã mấy chị ơi, đợi em xíu nha. Rồi vô cho mấy chị ơi, vô ai chết mẹ con nhỏ rồi. Vô cho mấy chị ơi, mấy chị đi đâu hết rồi? Vô chia sẻ rồi mấy chị ơi, sao hôm nay xả bom mà ít người coi vậy? Mọi người chưa chủ nhật mọi người đi ngủ hết hả? Hello. Vô chia sẻ bài cho em nha. Để xả bom nè. Đợt hôm qua đi hết rồi, không còn một đơn nào ở nhà hết nha mọi người nha. Đợt hôm qua là không còn một đơn nào hết rồi. Mọi người ấn like và share giùm em nha mọi người nha. Ấn like và share trong cái like này hộ em. Tại vì hôm nay em xả bom á, cho nên là rất là nhiều đồ đẹp và lỗ luôn. Nên là mọi người nhớ giùm em là mình ráng mình tương tác, mình chia sẻ, mình săn hàng bom. Hàng bom thôi mọi người, không có hàng mới đâu. Cho nên là mọi người nhớ giùm em là mình tương tác, mình chia sẻ rồi à. Thấy được cái comment nha mọi người nha. Dung không biết nữa, chắc một like hoặc hai like Dung đi rồi, mọi người cũng không biết là ngày mai có like hay không. Nên Dung sẽ xả cho mọi người cứ hết bom là Dung sẽ đi hàng hết thôi. Thế tại vì hàng mới với là hàng xả trong kho cũng không còn nữa. Nên là sẽ cố gắng like cho mọi người nhanh nhất để cho mọi người đi đơn để kịp nhận Tết. Là bây giờ em sẽ chia bên hai giao hàng để người ta đi nhanh. Dục hàng bên mỗi GNT không là bị ứ đồng hàng, đọc hàng liên tục. Cho nên là em phải chia ra qua hai bên bét. Có nghĩa là bên shop Đặng Dung sẽ có hai bên giao hàng với chị. Một là bên bét và hai là bên GNT. Mọi người nhớ giùm em nha. Chứ mất công mọi người kêu là ừ thế bên bét giao rồi không có nhận hàng, bữa thấy GNT giao tưởng bên bét là giả mạo là chết em luôn. Mọi người nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em nha. Đúng hàng của shop thì mới chị nhận nha mọi người. Nhớ giùm em nha mọi người ơi. Rồi vô chia sẻ của em nè. Tại vì em giao một bên á thì đơn hàng nó quá tải, người ta đi không có kịp, sợ là không có phục vụ kịp cho mấy chị Tết. Cho nên là em phải đi hai bên luôn, chia hai bên luôn. Nên mọi người nhớ giùm em vừa cả bét và vừa cả GNT luôn giùm em nha. Rồi được bao nhiêu lượt chia sẻ cho mọi người, vô chia sẻ giùm em nè. Nêu tên nó mệt lắm, thật sự là bây giờ em nói thật. Bây giờ cần Tết là shop nào em thấy, em lúc tối vừa ngồi coi lướt, trời ơi quá trời. Gần Tết không mỗi mình shop em bị bom đó mọi người. Quá trời shop bị bom nhiều vì một Tết luôn. Tại mọi người biết sao không, tự dưng á dịch nó bị bùng phát lại, cái tự dưng khách bị sững lại luôn. Cho nên là mấy chị á, ví dụ như mà trong cái live này hoặc là trong cái mùa Tết này, mình có tiền thì mình mua, không có tiền cũng chả ai ép mọi người hết. Nên là mấy chị nếu có mua hàng thì ráng giùm em là chắc chắn nhận giùm em nha. Em khách tình em đã không bắt chuyển khoản trước rồi, thì mấy chị nhớ giùm em là mình mua hàng, mình nhận hàng giùm em
trên đời để không nhận hàng là tội nghiệp em lắm. Tại vì Tết mọi người cũng cần kiếm tiền để ăn mà, em cũng cần kiếm tiền để ăn nha. Nên mình động não giùm em, làm ơn suy nghĩ não con người lên, chứ đừng làm não con người mà trở thành não bò nữa mấy chị. Suy nghĩ một mình không à, rồi bom như người ta một mớ hàng. Mấy chị không sợ nghiệp hả? Tết rồi mà não người không á. Nên là em không có đeo từng con lên đây làm cái gì hết cho nó mệt nha. Em đi đơn cho chị á, đơn chỉ có hai cái, nhỏ nhỏ nhà một chút xíu đi em ơi. Cái gì ạ? Thì mình chắc chắn nhận dùm em vấn đề đó. Và em nghĩ là chắc shop nào người ta cũng nói vấn đề là gần cuối năm bị bom. Tại sao bị bom hàng rất là nhiều luôn. Tắm trắng chị cứ đi hôm qua, Bùi Thủy đơn Bùi Thủy hôm qua tắm trắng đi cho em. Nên là nhớ dùm em, mình không mua thôi, không có ai ép hết đó mọi người. Mua bán hàng online không ai ép mình hết á. Để làm gì để tới đó là mấy chị bom hàng người ta chi cho tội người ta vậy. Cũng không ai gây thù chuốc oán gì với chị hết á nha. Để khi mà người ta post lên Facebook á, cha mẹ đẻ ra đứng để người ta đưa lên Facebook người ta. Em hồi xưa hay chụp mấy cái con bom hàng lên Facebook lắm, nhưng mà dạo này em không có thời gian mọi người ơi. Thời gian ngủ còn không ngủ đây nè. Chứ đâu đó thời gian ngồi chụp từng chị đưa lên Facebook có thời gian luôn á. Nên là lỡ như mà mai mốt em có lạnh em đưa lên hết lên Facebook thì cũng ráng chịu giùm em. Đưa chị cái ấy em ơi. Nên là mấy chị nhớ giùm em, mình mua thì mình chắc chắn giùm em. Em nhắc lại lần thứ N trong cái like này rồi á. Và cái thứ hai, đơn hàng gọi điện không được rất là nhiều. Quá trời đơn hàng gọi điện. Khách quen là hôm qua em đã cho bớt đi gần cả 30 đơn rồi đó. Ê, tắt hết điện rồi kìa em. Đơn hàng hôm qua em nói cái vấn đề trước, sau rồi em sẽ xả bom với chị. Mình còn xả từ đây tới chiều, ráng nghe dùm em cái đã. Lỡ như mà những cái chị nào mà khách mới chưa biết bên shop em như thế nào, nhiều vô nghe dùm em cái. Thật sự luôn, mấy chị đặt cho cố vô rồi không ai nghe máy hết. Khách quen cũng vậy, khách mới cũng vậy. Khách quen thì em đã đi cho rồi. Khách quen là tối hôm qua gần 20-30 người không có nghe máy, em đã đi đơn cho rồi. Còn mà khách mới giùm em, nghe rõ giùm em, mình đặt hàng mình phải có trách nhiệm. Chứ bây giờ đặt hàng mà lúc tối có hai con chửi chồng em luôn, nhắn tin trong Zalo chửi quá trời, kêu là bán hàng rồi không gọi cho người ta, thì tới khi cho người ta vào danh sách lên trên live chửi người ta. Cuối cùng sai số điện thoại mấy chị, chồng em check lại cho chị, cho số điện thoại sai mà chị còn chửi người ta trên đầu trên cổ. Mấy chị thấy không? Không phải mỗi riêng tụi em có thể chửi khách, mà khách có thể chửi em vì bất kỳ lý do nào. Mấy chị cho số điện thoại sai, mấy chị còn chửi chồng em như con luôn. Xong rồi chồng em check lại số điện thoại, sai số điện thoại. Thì không cố nổi nào gọi được cho mấy chị. Thiệt luôn, em không hiểu tại sao luôn á. Do cho sai số điện thoại còn quay ngược lại chửi shop nữa. Đúng là cái câu khách hàng là thượng đế luôn đó mọi người. Rồi chết em té mấy chị lên đầu luôn á. Cho sai số điện thoại vào chửi con người ta như đúng rồi luôn á. Nên là mấy chị nhớ giùm em, trước khi mình lên cái số điện thoại, mình để ý cho shop rằng là coi lại cái số điện thoại có đúng. Hoặc là ví dụ như mà thấy ngày, cái ví dụ như mà hôm nay em chốt đơn mà không thấy shop gọi điện chốt đơn, mấy chị nhắn tin vào fanpage xong rồi thấy cái tin nhắn tự động có hai số điện thoại đó, để lại một cái tin nhắn trong hai tin nhắn tự động đó nha. Hai cái tin nhắn có hai số điện thoại của chồng em và em, hai số điện thoại chính á, là mấy chị nhắn vô đó để được kiểm tra lại đơn. Chứ sai số điện thoại thì làm sao mà gọi tới khi cho mình vào danh sách cảnh báo. Cho vô danh sách cảnh báo hết thì lại lên like kêu là sao shop này kỳ vậy, không gọi người ta mà cho vô danh sách cảnh báo. Mấy chị phải nhớ rằng là phải có vấn đề thì người ta mới cho danh sách vào cảnh báo. Ai cũng muốn bán hàng hết. Nên là cuối năm rồi mình lưu ý, và để qua năm mình lưu ý hơn nha. Chứ còn có ngày hôm nay nữa là em không có thời gian để nói với mấy chị nữa đâu. Nhớ giùm em cái vấn đề đó, cho sai số quay ngược lại chửi người ta nữa. Rồi cái này ghi cho em
bài, nhớ giùm em nha. Chia sẻ bài, ai có logo người đã chia sẻ thì em mới bán, còn không em không có bán cho mọi người, tại vì cái này tri ân cho mấy chị hàng bom cuối năm, nhớ giùm em nha. Rồi cái này ghi cho em là em lấy cái iPhone 6 ngồi chặt bom đi em. Một đứa. Rồi cái này ghi cho em là set vé 80.000. Set vé 80 bình thường hôm qua em sale đã mới chỉ là 120 rồi đó. Chốt hàng khách mới cho số điện thoại địa chỉ kèm mã chốt một dòng giúp em nha mọi người nha. Rồi cái này ghi cho em set vé, những cái này em sẽ sale lỗ dưới giá vốn của em tầm 20 đến 30.000 tùy sản phẩm. Cái này là đa số là hàng 135 155 không á. Rồi set vé giùm em đây. Khi giao hàng cho mấy chị thì rất là đẹp, và khi hàng về tới nhà em thì te tua như thế này, lý do là cho khách kiểm tra hàng và như thế này rồi mấy chị. Rồi em không biết nói như thế nào, mất hàng không biết như thế nào luôn á. Cho nên đó, lỡ rồi năm nay em cho mấy chị kiểm tra hàng, qua năm là không có cái mùa xuân đó mấy chị nha, mùa xuân nó qua rồi. Em không cho mấy chị kiểm tra hàng đâu, mua được thì mua, không mua được thì thôi à. Chứ kiểm tra hàng về mất hàng em tùm lum hết á. Kiểm tra hàng lý do không phải là vải xấu hay là bất kỳ một lý do gì hết, chẳng qua là mặt không hợp vậy thôi mọi người. Cho kiểm tra hàng rồi kêu mặt không hợp, chơi vậy luôn á. Nên là mấy chị nhớ giùm em nè, ai mua hàng cảm giác mua được cái sách đi chỗ khác mà mua. Em không có ép hay là kề da bên cụ bắt mấy chị mua hàng. Mua tới cho kiểm tra để đúng hay không để nhận hàng. Cho kiểm tra hàng để có đúng hàng để tránh giả mạo. Mà cuối cùng mấy chị toàn là bom hàng vì cái lý do là sợ mặt không hợp thôi à. Chắc không phải mỗi mình shop em có những cái trường hợp đấy đâu mấy chị. Bán hàng đi rồi biết những cái trường hợp như thế này. Này đẹp đẽ như thế này ship mấy chị về tới hả, rách tùm lum hết à. Rồi chai nước hoa này, cái chai nước hoa giò này em bị mấy chị trên like 99.000. Em gọi điện thoại con Thảo Huỳnh này chị em ơi, hỏi sao không nhận hàng. Áo dung mặc, bụi dung mặc không còn cái nào hết á. Cái chai này là còn nguyên siêu luôn, chưa có bóc chưa cái gì luôn đó mọi người, 99.000. Bộ em mà không có bán thì bán qua hết rồi mấy chị, mấy cái mẫu này em bán qua hết rồi. Rồi ghi cho em nha, ghi cho em là trời. Like tí xíu nó bị out, like tí xíu nó bị out kiểu gì á. Mớ luôn, đơn cả kiểu mấy lần á. Em chị nào bo hả? Nào cũng 160 rồi 180 không á, nó kêu không đạt.
địt mẹ nó không đặt á, chứ nó đặt được, nó mà không leo cột điện nữa là nó leo tới tới đâu luôn mấy chị, còn tre luôn á. Đây nó không đặt cho mấy chị. Tắm trắng này, tao trù cho cái con này cả đời đen như Mỹ Đen luôn, vừa đen vừa xuống. Ba mẹ, mấy cái con mà bom tắm trắng của em là cả đời nó không ngóc đầu lên trắng được đâu, tin đi mọi người, tin với em đi. Tắm trắng, tắm trắng là em để 150.000 ba bịch luôn, chơi lớn luôn á. Mặc dù tắm trắng không có hàng nhưng mà phải giải vía con này cuối năm em mới chịu được. Bình thường là 170 đúng không, đã lỗ rồi đúng không, cho mấy chị 150.000 luôn, ai đấy thì ghi tắm trắng. Chơi luôn, chơi lớn luôn đi. À mẹ nó ngứa trong người hay sao á. Cái con này là khách quen mấy chị, khách quen đó, khách quen mua cũng nhiều lần rồi đó. Tới khi họ gọi điện lại thì kêu là không có đặt gì hết đó, nó không có đặt đâu nha mấy chị nha. Nó mà đặt nữa chắc cao lên đầu em á mọi người. Nó không đặt nữa là cao lên đầu em luôn á. May hên là nó không có đặt đó nha mấy bà. Đây, vừa trả lời em là không có đặt. Set nào nó cũng đặt 180, rồi 155, 180, 140, rồi cái này 180, set bell 130, set tắm trắng 170. Không có cái nào đặt dưới 140.000 hết. Nó không đặt cho mấy chị. Nó mà đặt, nó mà set cái lồn vô đặt nữa là chắc cả giọng họ nhà nó mà không hết luôn á. Đơn có 1.1.000 à. Tắm trắng của Huệ em cho đúng 5 người thôi. Huệ em này, heo sinh bé, bé kem cute, bé xì trùng. Mấy người rồi em? Mấy chị lên địa chỉ cho mấy chị ơi, chốt hàng lên địa chỉ giùm em nha. Mấy chị lên địa chỉ giùm em. Cái con đó nó bị cái gì á, cái con gì Thảo Huỳnh em đâu biết đâu. Con này khách quen, em nhìn qua tên là biết khách quen rồi. Mấy bà mà khách quen lưu ý giùm tôi nè. Tôi thương mấy bà thì mấy bà nhớ giùm em. Mình đối xử tốt với người ta, người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng nên suy nghĩ lại. Người ta không bắt đi cọc rồi mà tới đó toàn là hết tiền rồi, đủ lý do trên đời đó. Rồi 180 xe 130 luôn. Cái set này em không có một set. Cái này em sale lỗ toàn bộ dưới giá vốn hết á, 130 giùm em. Set chân váy rất là đẹp luôn. Cái này là hàng gì ta? Hàng gấm á mọi người. Rồi ghi cho em là set. Vút mấy cái kia ấy cho chỗ tấm gì thì chị vút lên đây. Set của Huỳnh Thị Lan Anh. Chứ đừng có vô ngứa rồi đặt như mấy chị nha. Em không có ép kề da bên cổ mấy chị đâu, thiệt á. Rồi cái này ghi cho em là đầm. Bao nhiêu người dành cái đầm màu hoa này không có. Mấy chị biết cái đầm hoa này bao nhiêu người dành không có luôn rồi á. Rồi ghi cho em là đầm hoa sale 100.000 luôn đi. Đầm hoa 100.000 giúp em. Cái này là hàng cao cấp thiết kế nha mọi người. Đầm hoa 100. À set gấm này, chơi phát 2 set luôn. Con này chắc bị gì trong người. Mình trong người mà gặp mấy con này chắc tăng xong đi luôn quá. Thanh Phương đấm hoa. Hiếp mọi người. Chia sẻ nha, ai không có logo chia sẻ em không bán set gấm này. Set này em nói là chờ mà kiếm được trong nhà em một set em làm con với chị luôn. Em về em nói em nhớ trong nhầm không đầu, trong đầu không nhầm làm. Chứ set này em về không dưới 1.000 luôn á, không dưới 1.000 set luôn. Mà không có hàng về luôn, không có hàng sót lại trong kho luôn á. Gấm hai màu che màu đỏ 180 xe 130 luôn. Màu đỏ với lại là màu nu giùm em này 180.000. Thấy không, thấy giá tiền giá cũ không? Xe 130. Cái này thì dao động cho em từ 54-55kg đổ lại mang vừa. Gấm này mấy chị nhìn cái gấm nổi hàng cao tiền nhà em này. Thiệt sự luôn, nó cái set này nó xịn sò mà ai cũng hỏi mua hết á. Cuối năm em may lại 500 set mà người ta trả cũng có 120 set rồi đó mấy chị. Là biết là không có vải rồi mà bán với chỉ có 180 rẻ hơn cả ở người ở ngoài gần cả một nửa giá tiền, hơn một nửa giá tiền luôn. Mà mấy chị vẫn bom cho bằng được cơ. Bom 2 set. Không phải 1 set đâu. Gấm nu của Hải Ngọc. Rồi còn cái gấm đỏ. Còn đỏ thôi, comment đỏ giúp em. Không có hàng mà bán với chị cũng thừa biết là mấy cái vải gấm này của em rất là mắc. Trời ơi, giờ xe cho mấy chị lỗ trên like có 130 đó. Đi sale lỗ cuối năm đó mấy chị. Em còn gấm đỏ. Đúng rồi, bữa mua 180 thôi nè. Giá này nè.
thấy khổ không? Thấy cực khổ không? Thấy đã lỗ 50.000 hai set đã bị lỗ banh sàn chưa? Gấm đỏ của Nguyễn Hiền. Cho nên là những cái danh sách, những cái người nào mà mua trong cái live này em sẽ coi lại. Ai mà mua trong cái live này là coi chừng em luôn đó mọi người. Rồi cái này ghi cho em đầm beo. Trời ơi cái đầm á thật sự luôn, cái đầm này giờ em bán em cũng tiếc nữa chứ đừng nói là ấy mà chị đi đầm này lại mặc đi em. Đầm cũng xịn luôn á ha. Á đẹp cũng đủ rồi luôn, trời kìa có mọi người. Rồi set vest màu trắng. Cái set này nó có màu đen, màu nude, màu trắng. Mà màu trắng không có cái nào để sale luôn. Tại vì hôm bữa em mặc màu trắng hết sạch. Mấy chị thấy màu trắng đẹp không? Màu trắng siêu siêu của đỉnh luôn. Nè, set vest trắng 99.000 hộ em. Vest trắng giùm em nhá. Chia sẻ bài. Ai có logo người đã chia sẻ thì em mới bán cho mấy chị được nha. Á à, hồi cái set này nó đẹp. Vest trắng 99.000. Vest trắng của An Nguyễn. Con này cả đời nó không có tiền xài luôn này. Con này là qua 2021 nó sẽ không có đồng tiền nào xài. Có khi phải đi ăn mày đó. Tại vì nó bom bóp cầm tay của em. Em tặng nó cái vía để nó lấy tài lộc. Mà nó còn bom tài lộc của nó nữa. Thì lấy gì mà ấy mấy chị. Đây LV 80. Cái này á là em bán tặng với chị có 99.000. Cái hôm mà mã tri ân á. Hình như nó đang comment cái mã đây này. Đây mã tri ân luôn. Mà nó bom em cái mã tri ân luôn. Cái ví này là nó sẽ cả đời nó sẽ không có tiền xài luôn. Em trù cho nó cả đời không có tiền xài luôn. Bóp 80.000 bé kem cute. Tức lắm luôn đó mọi người. Cái con này mà nó ở đây thì nó cũng tới số với em luôn rồi đó. Nó không ở đây. Xa quá. Xa quá không làm được gì hết á. Ngồi chửi thôi. Làm được gì luôn đó mọi người. Thanh Thanh Nguyệt, đừng nói hôm nay nó không có đơn đi rồi. Bóp đó còn cái nào không ta? Có khét rồi đúng không? Rồi cái này ghi tên là đầm nơ 145.000. Em bán tặng với chị 99.000 luôn. Hôm qua hôm trước thì với sale 120 này. Hôm qua thì em sale cái màu đỏ với lại màu hồng á 120. Còn cái màu nút sale 99.000 luôn. Cái này là đầm nơ cao cấp nha mọi người nhá. Nơ này là đúng hàng chuẩn 200 mấy 300 luôn á. Đầm nơ dùm em 99.000. Comment đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ dùm em nhá. Ghi cho em là đầm nơ 99.000. Hoàng Diệu đầm nơ. Cũng nhiều lắm luôn á. Mon Nguyễn còn giữ đơn đúng không? Mon Nguyễn chuyển khoản lúc nào vậy em? Chuyển khoản lúc nào vậy? Tớ hôm qua đi hết rồi. Không còn cái nào rồi. Còn Rin này. Chia sẻ bài với mấy chị ơi. Mình còn trả tới chiều nhiều lắm. Quần Rin size gì đây ta? Size M. Con này nó mặc size M. À con này khách mới. Rồi ghi cho em là quần Rin hổ em size M. Xả 120.000. Quần không đai size M. Ok Mon Nguyễn nha. Em chuyển cạp rồi nha. Đầm nơ em hết rồi. Ghi cho em là quần Rin 100 bao nhiêu ta? Chịu ghi 100 mấy rồi. Vừa ghi giá đi chịu không nhớ đâu. Quần Rin cho em 100. Em vừa đọc bao nhiêu hả? 130 hả? 130 size M nha mấy chị nha. Chịu ghi giá đi. 120 hả? Ok 120. M của Nguyên Phương. Rồi cái này ghi cho em là mã xanh đậm M luôn. Cái này không có hàng với chị. Xanh đậm M 120 luôn. Cái này là lỗ hết á. Không ai nào được lời ngàn nào hết á. 120.000 ghi cho em là quần riêng. Hôm bữa đang xả lỗ 140 rồi đó mấy chị. Mà nó vẫn bom cho bằng được. Rồi ghi cho em là xanh đậm. Xanh đậm của Hà Phạm. Ngủ đổ có cái hàng bom mấy chị ơi. Rồi cái này ghi là set đỏ. Cái set này là 52kg đổ lại. Cái set này mà ai bơm màu đỏ đúng sai lầm đúng. Màu đỏ là màu đẹp nhất trong tất cả các màu luôn á. Này quần phong quần của nó y chang như là phong quần thần thánh vậy đó. Rồi cái này ghi cho em nhá. Ghi cho em là set đỏ giùm em. Sale 120 luôn. Set đỏ 120 vừa mới bán hôm qua hôm trước thì xong 145 á. Set đem về cái 3L
mà lần nào cũng thiếu hàng trầm trọng hết. Có lần nào có hàng đủ. Xếp đồ giùm em, quần em hết rồi, xếp đồ của Hoàng Diệu. Quần em hết rồi mấy chị ơi, quần em hết rồi. Trời ơi, con nào mà bo cái set này thiệt á. Cái set này là set xịn sò nhất luôn đó mọi người. Nhìn cái áo này, hàng của nó nè mấy chị, hàng của nó có size rồi mấy chị biết rồi đó, là biết hàng xịn sò cỡ nào rồi đó. Set này là size S, à, size M. Size M nhưng mà em nghĩ là bao nhiêu ký cũng vô được đằng sau một nơi thế này. Set này đẹp lắm luôn á. Set xe 120 luôn. 185 xe 120 ghi cho em là set trắng. Set trắng bằng set caro. 120.000. À set, set này siêu đẹp. Set caro dùm em 120.000. Caro 120. Ghi cho em là caro mấy chị, đừng ghi set, đừng ghi set đỏ, ghi là set caro dùm em nhá. Caro dùm em, set trắng hả? Set trắng của Diên Diên. Rồi cái này là hàng cao cấp. Đa số là những cái hàng này là hàng 160, 170 không á. Đây, mọi người nhìn cái chân váy của nó này. Hàng này đúng hàng mắc luôn, kèm cái bét nha mọi người nha. Cái set này em xem với chị 120 luôn. Này, nhìn hàng cho em. Cột cái nơ ở đây. Đó, kèm cái chân váy ở đằng trong. Rồi ghi cho em là set đỏ 120, comment theo giá tiền giùm em nha mấy chị ơi. Những cái chị mới lên số điện thoại địa chỉ giùm em nhắc lại một lần nữa nha, lên số điện thoại kèm địa chỉ, lên số điện thoại kèm địa chỉ giùm em. Thái Vina đơn giùm em nhé. Hôm qua em cọc cạc rồi, Thái Vina cọc cạc chưa? Vết đồ của Hoàng Diệu. Em cọc vào số điện thoại là cọc vào Facebook của em, có người đếp tin nhắn em chưa? Xét đồ 120 của Tuyết. Bỏ cho Tuyết Mai đi. Bỏ Tuyết Mai lựa bấm rồi cho Tuyết Mai cái đi. Tuyết Mai có set đỏ nha. Còn gì sao thấy set nào cũng đặt vậy. Đã đang xả hàng bom mà đi bom tôi nữa là tôi không biết sao luôn đấy nha mấy bà nha. Đó là tôi cả lời luôn á. Đó. Đó là không biết sao mà nói chuyện với mấy bà luôn á. Set bi 99.000 165 á. Xe 99.000 luôn. Cái set bi này hàng em bán qua mẫu lâu rồi này. Mà bị bom lại này. Siêu đẹp luôn. Cái này là vải siêu mắc luôn mấy chị. Rồi ghi cho em là set bi, set tiểu thư á, set ngủ á. Set bi cho em Trần Thị Thúy. Set đỏ em hết rồi mấy chị, trời ơi. Không có mà bán. Rồi ghi cho em là set trắng dùm em. Set bông gòn. Xe 140 luôn. 155 xe 140 vừa bán hôm trước xong. Trưa hôm trước không mọi người, vừa bán trưa hôm trước xong. Ghi cho em là set trắng bông gòn. Set trắng bông gòn 140. Trắng bông gòn 140. Trắng bông gòn 140 giùm em. Bưng kè của Út Vân. Mấy chị bưng kè lên lấy giùm em đi trời, chứ đơn bưng kè rải từ trong nhà ra ngoài nhà rồi mấy chị. Ngoài kè lấy thì chiều em đi ship nha. Chiều em đi ship cho. Em biết thân đi ship cho. Em tới vứt trước cửa thềm để em đi về. Rồi cái này ghi cho em áo trắng sale 75.000, hàng này hàng Quảng Châu. Để mà em đi ship là mệt đó mọi người. Nó là thở bằng oxy á. 75.000. Em đã để cho lên lấy mà không lên lấy là em đưa tới tận nhà luôn đó. Tới tận nhà là không lấy tiền nữa. Mà tự đưa tiền tới shop trả. Ngâm như là ngâm giấm vậy á. Xét trắng bông gòn hết rồi. Còn ai không nghe máy em đầu kia không em ơi. Trắng bông gòn nó chỉ có những người không nghe máy thôi mấy chị. Hàng không còn. Áo trắng của Diên Diên. Mùa mẫu bao cái thôi mấy chị đẹp rồi. Xét Babydoll 119.000. Xét vút đó chị luôn. Xét Babydoll 119.000. Cái hàng này là hàng siêu đẹp luôn á. Vải của nó là vải đuổi cao cấp nha mấy chị em mình nha, vải đuổi cao cấp á. Rồi ghi cho em, cuối năm ai cũng xả kho hết lỗ hết. Mà còn gặp mấy bao tải bom như thế này chắc hết ăn tép luôn á. Xét vàng, xét nào, xét vàng kim tuyết trần. Ờ, cái gì ta, chị? Bưng kè, bưng kè. Kim tuyết trần. Có chữ bưng kè kìa, cái comment chữ bưng kè kìa.
ship lên trên ấy là buổi sau em trên Sài Gòn hay là sao? Hay là tối về lấy nè. Về lấy thì không thôi chị ship cho, về lấy giữ lâu giữ giữ đâu. Làm giữ lâu. Đó, hôm bữa con nào ta? Cái con nào tên gì vậy Hằng? Con nào đã bom hàng mình tới shop mua đồ đó. Nhắc trên like cho nó vui. Rồi set tím giùm em, set tím bông gòn. Set chấm bị gì hết rồi, set đó là set vàng đúng không? Vàng set cam. Rồi cái này ghi cho em nhá, ghi cho em là set bông gòn giùm em. Đã bom hàng rồi, đã xả hàng rồi còn dám vác mặt tới shop em mua đồ. Rồi ghi cho em là set bông gòn màu tím. Mấy chị không có sợ em hả mấy chị? Mặt em mấy chị không sợ hả? Mà biết thì em chửi ngay trên like luôn rồi. Em không biết thôi. Xét tím thắt lưng có bán. Cái gì thắt lưng 13? Áo sơ mi 70. Cái này là kèm hai món luôn. Ghi cho em là xét sơ mi mấy chị ơi. Xét sơ mi, xét sơ mi dùm em 70. Xét bông gòn còn này mấy chị thấy không? Bán hàng cho rồi toàn bom không nè tiên này. Rồi cái này ghi cho em là set kem dùm em, bông gòn màu kem 140.000. Set này siêu đẹp luôn đó mọi người, không phải là đẹp nè. Set bông gòn 140.000. Đây. 100 đợt đầu tiên 170 á mọi người, 175 chứ. Xả mọi người 140 luôn. Rồi ghi cho em là set kem, ghi cho em là set kem dùm em nha. Set kem với lại set cam sữa này, cái này là khách bom á. Mới có mấy chị. Kem của Ngọc Món. Rồi cái này ghi cho em là, cái này ghi cho em là gì ta? Cam sữa đi mấy chị. Cam sữa, má màu cam sữa đẹp ghê. Cam sữa dùm em. Ai lấy cam sữa thì ghi cho em là cam sữa dùm em nhá. Cam sữa nha mấy chị. Má mặc dẻ lách, chơi Tết đó em. Ghi là cam sữa mấy chị ơi, ghi mũi xét bông gòn em không ra phiếu được đâu. Hiền Phạm xét cam sữa. Rồi cái này ghi cho em là sơ mi 79.000 nha, sơ mi hàng mắc á. Có màu trắng với màu đen này, 79.000 dùm em. Cái sơ mi này mấy chị cầm lên là y như là cầm trên lụa vậy á. Nó rất là xịn và hàng này. Cho dù mấy chị giặt máy nó cũng không có nhanh nha mọi người nha. Xét cam sữa em hết rồi. Cọc số điện thoại nào em ơi? Em cọc số điện thoại nào vậy? Sơ mi trắng một trúc giang rồi hết. Rồi còn đen có 79 thôi, bán 135 á. Còn sơ mi đen dùm em. Còn kem với đen này. Hết trắng. Vui 310 là số điện thoại ai cầm vậy? Ai cầm? Còn kem với đen nữa mấy chị ơi. Hả? Coi iPhone 6 đi, người ta cọc trong đó rồi đó. Hết trắng rồi, còn đen thôi. Đen với lại là kem. Ai lấy thì đổi màu của em nhá. Comment trắng mà không có đâu mấy chị ơi. Tại mỗi mẫu có set à. Trời ơi, phát hai đầm luôn. VC An kem. Cái đầm này là em không có hàng bán nên mấy chị thừa biết dơ là mấy chị biết đầm gì rồi nè. Mà nó bom hai cái màu đẹp nhất luôn. Rồi cái này ghi cho em là đầm 119.000. Màu đỏ với lại là màu màu đỏ với lại là màu gì ta? Màu vàng. Hai dây đỏ với vàng, sơ mi em còn đen thôi. Đỏ với vàng của em nhá. Ai lấy sơ mi thì ghi cho em là sơ mi đỏ với sơ mi đen. Comment đầy đủ thông tin giùm em. Đỏ đen, đỏ đen. Ai đang lộn, đỏ vàng. Hai dây đỏ vàng 119.000. Ghi cho em là hai dây nha mấy chị ơi. Hai dây đỏ với hai dây vàng giùm em. Cái hàng này là xuất sắc luôn á. Đỏ của Nguyễn Gia Hân. Rồi còn vàng, vàng của Trần Nhi. Rồi hết. Đỏ của Gia Hân, vàng Trần Nhi 119.000. À, cái con này hôm bữa đã sale lỗ rồi, đã không có màu đen bán rồi. Nó còn bom cái màu đen này. Quần dập ly 85.000. Quần này là em không có hàng bán. Màu này là màu hết nhanh nhất luôn á. Màu đen, quần dập ly còn cái màu đen duy nhất. Hết rồi mấy chị ơi.
cái đầm đó đẹp lắm luôn á. Rồi ghi cho em nha, xanh đen, xanh đen dùm em 85, xanh đen 85. Trần Nhi lên lại số điện thoại em ơi, cho sai số điện thoại kìa, cho số điện thoại để ý đi mấy chị ơi, vừa nhắc đầu like xong luôn á. Mấy chị giống như kiểu là không nghe nói sao á, vừa nhắc đầu like, dạo này khách cho sai số điện thoại rất là nhiều luôn. Trần Nhi cho lại số điện thoại không, em để cho người khác á nha, cho toàn là sai số điện thoại không à. Quần dập đi của chị Hải Ngọc, em thấy chị Sam Sam, áo khoác 80.000, Trần Nhi đâu rồi, tắm trắng còn một set, một em đang xả bom như cái gì 150.000 á. Trần Thị Thúy em đâu có nhắc đâu, kêu Trần Nhi, Trần Nhi, anh Nguyễn áo khoác, đơn bao nhiêu tiền chung cũng đi hết với chị, tại em like hình như là có xả bom xong là em đi đơn á. Nhưng mấy chị ráng chốt đi mấy chị. Bà Trần Nhi đâu rồi, thôi để cái đó cho người khác đi lấy lại đi em ơi. Xin mò cả cổ, màu đó màu gì vậy? Cho chị Sam Sam màu vàng đi ha, đầm đó cho chị Sam Sam màu vàng đi. Xin hòa không cho thôi. Rồi cái này ghi cho em, cho chị chốt cho người khác rồi em ơi. Rồi cái này ghi cho em quần size M. Quần size M, sale 79.000, cái này lúc tối có khách chụp lại hỏi với em hết rồi. Quần size M. Chung thấy chị không, tại không tại. Không tại chị hỏi em không thấy trả lời. Không thấy, giờ mới thấy nè. Rồi cái này quần ở có 280 mấy, 290 mấy, 300 người coi mà sao nó ẩn comment nhiều dữ vậy trời. Cũng thấy luôn đó mọi người. Rồi cái này là set ngố giùm em, set ngố. Ghi cho em là set ngố hộ em nha, ngố cho em. Ngố 80 luôn đi. Ngố 80.000, ai lấy ngố 80? Quần của chị Kim Tuyết Trần, chị Kim Tuyết Trần hôm qua em nói là đơn gì đúng không? Kêu người nhà nhận dùng nha chị ơi. Hoàn hàng về là lại mà thôi, để Kim Tuyết Trần ít thôi, tại vì đơn trước chị đã nhận đâu, đơn hôm qua chị đã nhận đâu, không cọc em không có để đâu. Ngố của chị Phương Bùi. Rồi cái này set mai Phương Bùi xe cho mấy chị 99.000 luôn. Cái set này là hàng 165 nha mấy chị, tại hàng này rất là xịn sò. Mấy chị nhìn cái quần này, nó là quần chứ không phải là chân váy nha. Set xám 99.000, xám 99.000 hộ em nha, xám. Chị đổi địa chỉ cho Nhi rồi đó, chị đổi địa chỉ cho Nhi Hí rồi đó. Người ta nếu mà hoàn về là người ta sẽ ship đi luôn chứ không có ship về chị nữa. Đổi địa chỉ rồi. Rồi cái này ghi cho em là set mai Phương Bùi cho em 99.000 luôn, xám của Nhi Kim. Cái này set mai Phương Bùi 3 món luôn mấy chị nha. Này mấy đứa uống trà sữa đi, sao uống trà sữa vào nghe đau đầu ra, mới uống vào tí xíu à. Nó bứt bụng mất. Đau bụng, sáng sớm uống ngọt đó, đau bụng quá. Rồi ghi cho em nha, set mai Phương Bùi. Chưa uống luôn á. Ghi cho em là set mai Phương Bùi, cái này rất là đẹp luôn. Mặc áo khoác, à áo này riêng cũng mặc được nữa, đẹp lắm luôn á. Set mai Phương Bùi 99.000, chị không có cộng thêm phí ship cho em đâu, tại chị lộ địa chỉ cho nên chị không có cộng phí ship đó. Ăn ở vậy mà người ta còn kêu là kêu không có đức đó mấy chị. Dạ áo mặc hết lâu rồi. Rồi cái này ghi cho em là set vest giùm em. Set vest này hàng mắc nhưng mà em xem 90 luôn, hôm qua vừa bán 125. Set mai Phương Bùi ngọc móm, cái này hôm qua vừa bán 125 không, chưa hề nóng bít, chưa hề đi hàng luôn á. Mà nay xả cho mấy chị trên like là bao nhiêu ta, 90, chơi lớn luôn, chơi khô máu mấy chị luôn. Kem tan mỡ đúng không, bé kem cute lúc nãy mã bao nhiêu ta, ghi chữ bé kem cute vứt vào đống đi để vô. Nhớ giùm em nha, em thấy ai cái logo vest của chị Nguyễn Quỳnh Như em mới bán được cho mấy chị. Coi hàng này mấy chị thấy không, khổ sở em không. Áo khoác, áo khoác giùm em, khoác vàng. Trời ơi, khoác vàng.
ghi cho em nhá, khoác vàng cho mấy chị đẹp 100.000 luôn, 185.000 cái hàng này. Khoác vàng 99.000. Rồi set này siêu phộc luôn, set này bán tặng với chị 120 luôn, 175 á. Sale 120 ghi cho em là set hồng. Đồ gửi hết rồi mấy chị ơi, không có ai nhà đi nữa đâu mấy chị. Giờ này là đi gọi xong là đi luôn chứ không có kịp hàng để mấy chị mặc Tết á, không kịp đâu mọi người. Bây giờ em chỉ like ngày hôm nay, ngày mai chốt đơn là chấm dứt hết toàn bộ luôn á. Unity khoác vàng rồi set giùm em. Set hồng của chị Nguyễn Thị Oanh Vũ. Chốt hàng khách mới cứ lên số điện thoại như bà Oanh Vũ là có liền. Đừng có hỏi em vấn đề gì hết á. Không phải là không thấy đâu mấy chị, mà tại do mấy chị chốt hàng không cho số điện thoại địa chỉ kèm mã chốt một dòng là em không có đọc tên thôi. Em phải ngưng sớm chứ không ngưng sớm là người ta cũng không có giao hàng kịp, mất công mất hàng của em, qua năm là mất hàng chết luôn á. Rồi set này là hàng ở shop nha, gồm cái áo khoác ở ngoài và cái đầm body. Sale tặng với chị 100.000 luôn, set này 240, set này là hàng chuẩn hot girl luôn này. Màu của nó rất là đẹp, màu này là màu môn đó mọi người. Set áo khoác ghi cho em là set body hoặc là set môn 99.000. Rồi cái này là khoác nam giùm em. Khoác nam. Khoác nam giùm em nha. Sale 120 luôn. Set tím của chị Sam Sam. Rồi khoác nam 120. Ai lấy khoác nam ghi cho em là khoác nam. Chị Sam Sam có rồi á. Trời ơi cái áo. Cái áo này em nghĩ trong người là cho mấy chị trả ai bom chứ cuối cùng mấy chị bom. Rồi cái này ghi cho em áo baby doll mà dạng sơ mi mà nó là dạng bông thì tan lông á. Rồi sơ mi kèm màu cho em ba màu ba cái duy nhất. Khoác nam của chị Mỹ Hạnh Huỳnh. Cái túi hôm qua của tôi còn ở đó không? Bé kem cô te chắc chưa đi đâu. Hàng của bà là tôi giảm rồi, một hai cái không có đi đâu, yên tâm. Tin tưởng tôi, bà không tin tôi à? Rồi cái này ghi cho em là màu kem màu nu với lại là màu hồng, kem nu hồng. Hường Hoàng My là màu hồng. Rồi em còn màu kem với lại là màu trắng nha mọi người nhá. Còn kem với trắng, cái áo đó rất là đẹp luôn. Áo đó là siêu siêu đẹp luôn đó mọi người. Không phải là đẹp nữa. Em còn kem với hồng. À em còn kem với lại là trắng nữa đó chị, một hai màu đây. Còn kem với trắng, chốt lại màu giùm em nhá. Siêu đẹp luôn nè mấy chị. Mặc với chân váy cũng đẹp, mặc với xinh quá. Xinh nha. Nó dạng baby doll á, nhìn đi. Siêu xịn sò luôn. Áo lông á mọi người. Kèm màu của em nhá, trắng của Vân Trần. Mai Mai trắng. Trắng của Hà Phạm. Em còn còn trắng không? Còn một trắng với hai kem. Còn trắng với kem thôi mấy chị ơi. Kem của Trương Hà Thư. Ủa chị xem bao nhiêu ta? 70 hả? Bà mẹ ơi, xe 70 mấy chị. Kinh khủng chưa? Nè đầm này là đầm hàng hãng size S. Đầm hãng là size S. Còn trắng đúng không? Kem của Mỹ Hạnh Huỳnh. Trắng của Huỳnh Hà. Rồi cái này đầm này size S. Cái này hàng xịn cho mấy chị. Đầm size S giùm em. Xe 80 luôn. 185 á, xe 80 luôn. Rồi set bell sale 90. Bell này bell hàng mắt á. Em hết rồi, em hết sơ mi rồi mấy chị. Tôi hỏi sao mày có ác cảm với bà bé kem cô te, sao bà nhắc mày kinh vậy ao? Tôi hỏi không. Không, tôi hỏi còn không, sợ thằng ao nó buồn buồn nó gói đi thôi chứ không tin bà mà. Đầm xanh của Anna Võ. Sợ ao buồn buồn hả? À nó đang thất tình nhá. Coi chừng đó. Rồi 90.000. Mấy thằng thất tình nó hay làm ngáo lắm. Rồi ghi cho em nhá, set bell 90. Rồi cái này baby doll. Áo baby doll giùm em. Trời ơi cái này là hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Hàng này hàng siêu mắc luôn. Áo baby doll 80.000. Áo baby doll 80. Áo em hết rồi. Bộ em mang hết rồi. Set ngố bell của Phương Bùi. Chị
Phương Bùi. Chị Anh Nguyễn thấy comment, chị thấy comment, chị không thấy được comment em mà em thấy mà. Rồi cái này ghi cho em nhá. Áo baby doll bưng kè Hương Phạm. Ok tình yêu, ghé lấy sớm giùm em nhá. Bưng kè tối đa cho mấy chị, sắp xếp thời gian 3 ngày đủ lại từ khi ngày chốt đơn nha mọi người. Bưng kè ghi mỗi bưng kè là em sẽ không gọi điện chốt đơn đâu nha. Tại vì bưng kè là khi đã ghi bưng kè là em để cho tới lấy thôi. Rồi ai lấy ghi cho em set Adidas. Set Adidas giùm em sale cho mấy chị set Adidas này 90.000 luôn. Adidas 90. Nhiều chị cứ kêu là sao không thấy gọi điện chốt đơn, sao biết đường lên lấy, đã ghi bưng kè rồi là em không có gọi điện nữa nha mấy chị. Lưu ý mấy chị ở khách khu vực nha. Đã ghi ở bưng kè là chúng không có gọi nữa, cho mấy chị tới lấy chứ gọi làm gì nữa. Trời ơi, sếp thiết kế giùm em. Cái này chắc nhiều người dành nhau lắm nè. Thiết kế 130 Adidas của Anna Võ. Trời ơi, ghi cho em là sếp giùm em. Trời ơi, thiết kế giùm em. Sếp thiết kế Adidas em hết rồi mấy chị ơi. Mấy chị đẹp như sạch. Rồi ghi cho em xét mũ Adidas hết rồi. Hải Ngọc xét thiết kế 130. Rồi cái này, cái xét này màu siêu đẹp luôn mọi người. Xét baby doll á, 99.000 xét baby doll. Xét baby doll 99.000. Quần chỉ bận hết lâu rồi. Baby doll 99.000. Ao đi mua chỉ miếng nước đi ao. Trong miệng có miếng nước nào luôn á. Sao bữa nay mất nước vậy ta? Không. Không. C2. Là chị muốn mấy cái ngọt ngọt đau cổ lắm. Xét son chị hết lâu rồi. Xét baby doll của heo xinh bé. Đã có ai giao hàng cho em chưa? Heo xinh bé ơi. Rồi cái này ghi cho em nhá. Xét dâu màu xanh 139.000. Cái này hàng siêu đẹp và siêu mắc luôn. 139 ghi cho em. 139 giùm em nha. Không, đơn mớ ở đơn cũ cơ. Coi chúng nó hoàn về là chết chị luôn á. Thiệt á. Sao mà nhức đầu dữ vậy trời. Xét dâu của Trần Linh. Để ba đơn một lần chắc chị ngọm tết luôn á em. Xét dâu còn không? Hết rồi đúng không? Rồi cái này ghi cho em là áo xanh giùm em. 140, ai ghi 130 vậy? Rồi cái này ghi cho em áo xanh, cái này hàng cao cấp. C2. Em vô bên GNT này, lấy cái số điện thoại này kêu giao gấp trong ngày hôm nay. Tao nhắc một lần thứ 3 nữa, nó tao quạo lên luôn á. 0334 số Đặng Dung á. 0334 9078 29. Phát gấp trong ngày hôm nay. Hàng hoàn về là để bên đó chịu hàng luôn á. Ghi lại nè. 0334 907829. Áo xanh của Hân Phạm. Em kêu là phát lại gấp hôm nay. Để hàng hoàn về là bên anh chịu trách nhiệm. Nhắc lần thứ hai rồi đó. Rồi cái này quần thần thánh 99.000, 90.000 giùm em quần thần thánh, em sale luôn. Quần thần thánh 90.000. Trời ơi, quần này nó đẹp. Cái quần thần này đúng là thần thánh thật luôn đó mọi người. Nó mặc với cái gì trên đời nó cũng đẹp hết. Quần giùm em. Rồi cái này ghi cho em là đầm gấm giùm em nha mấy chị ơi, đầm gấm. Ai lấy đầm gấm ghi cho em là đầm gấm xe 140 luôn. Đầm gấm quần 90 của anh Nguyễn. Đặt cái cụ ghê luôn á. Đơn đi rồi nha Vi ơi. Hình như kèm xét kẹp cho em rồi đó. Em muốn đi bay sao mà cứ chơi lên cái đó. Rồi cái này ghi cho em nhá. Đầm gấm giùm em. Quần 90 bé xì trung. Thơ Yon Ly. Thơ Yon Ly hôm qua có cái đi chưa vậy? Họ không nghe hả? Đầm gấm có người lấy chưa? Hương Hương đầm gấm. Mấy chị ơi, tết rồi mấy chị. Trời ơi, nghe máy giùm em để đi hàng đi mấy chị ơi.
Thôi Jolie có cái đi gục vào đơn này cho em luôn đó nha. Rồi nghe máy dùng đi mấy má thôi. Gọi tối qua cũng gọi, sáng nay cũng gọi, không nghe máy lần nào hết. Sao ship? Rồi xếp tím giùm em. Xếp tím giùm em. Tới đó toàn là lý do đủ đường không à. Xếp bông gòn tím 139.000. Có xếp à? Xếp bông gòn. Ê cái xếp mà cái xếp mà hàng mới hôm bữa 50 xếp sơ mi á, mà áo dạng baby doll á, còn xếp nào không? Để cho cái bé gì nó lên kênh đây nó lấy. Ta xếp nó nhiều người giặt lắm luôn á. Xếp tím một cô út lạnh lùng. Cô này đúng hôm qua có xét gọi đi chưa? Em nhớ trong đầu ghê lắm với chị thiệt á. Mặc dù là em like mà cộng á hả 400-500 đơn hàng mà em phải nhớ từng người một là mấy chị phải biết cỡ nào rồi đó. Nên là đừng ai bom để em biết trong đầu, em ghi nhớ trong đầu nha. Xét cho em tắm trắng tôi đang xả cho mấy bà bom tôi nghỉ Tết rồi đó. Nếu bà có ai lấy thì quất lệ, chứ tôi nghỉ Tết rồi đó. Vừa xả bom lúc này. Rồi cái này ghi cho em là set nu, nãy đầu la có set đỏ. Này em sale lỗ có 125 à. Set nu 125.000, cái này là y chang quần thần thánh luôn. Bên này có dây kéo, ghi cho em là set nu 125. Nu 125. Trời ơi, quần này biết bao người dành không được. Không, đồ 60kg ít lắm, chỉ trị. Xét nu rồi, cái này quần cho em. Cái quần này nó đẹp lắm luôn mấy chị. Lần thứ N cầm quần này vẫn thích luôn á. Tại vì em để 3-4 màu em mặc á. Cái này mấy chị mặc với áo hai dây, với lại là áo dạng lót tốt là đẹp nhất luôn á. Dạng áo phông ôm như em nè, mặc với quần này siêu đẹp luôn. Đẹp lắm luôn á. Quần 85.000. Xét nu em hết rồi, không còn xét nào đâu. Đầm trắng qua vừa sale 129.000, đầm trắng giùm em. Đầm trắng 99.000 hộ em. Quần 85 của Trần Thúy. Quần trong có còn không? Cái quần màu này nè. Quần này nè. Lấy cho chị màu khác ra đi. Rồi ghi cho em nhá. Đầm trắng quá con kè chạy luôn. Đầm trắng 99.000. Thấy không mọi? Chó chạy luôn. Ê, bây giờ cái mày mặc đầm trắng ra hả? Sườn xám em sale với chị 80 luôn. Này trong bom ram xả lũ hết đó mấy chị. Sườn xám 80. Bà quần còn mà kêu hết. Quần em còn đó, ai lấy quần thì chốt giùm em là quần. Quần đâu rồi trời. Quần em bấm hai này, nữ ngọc hoàng. Nữ hoàng hôm qua đi đơn cho em. Đừng có hủy đơn em nha chị Hoàng ơi. Chết em luôn á. Quần của Tố Uyên có 85.000 thôi. Em sale lỗ còn cái màu hồng nữa này. Còn một xanh một hồng. Cái quần này là em đã khuyên với chị rất là nhiều luôn rồi. Cái quần này là em khuyên rất là nhiều luôn. Tại cái quần này nó rất là xịn. Còn ba màu này ai lấy ghi cho em nhá. Đưa chị cái màu kia đi. Hai màu giùm em. Còn áo thun nhiều lắm. Áo hôm nay rất là nhiều áo này. Còn một mớ luôn á, áo thun hôm nay nhiều lắm luôn đó mọi người. Đợi xíu đi nè, còn 3 màu. Ai lấy thì chốt nha, quần hồng của em xinh bé. Rồi còn một cái quần hồng nữa là hết. Cái quần này là em bán xả tặng với chị có 85.000 thôi. Tôi chị áo sơ mi. Đứa nào đứng dậy đổ toàn bộ bom vô đây kia kia kia. Lấy cho em. Sơ mi ong, cái này ai comment nhanh thì có nha, 79.000 sơ mi ong giùm em. Quần hồng của Phạm Vi. Quần xanh của chị Châu Ngọc. Tố Quyên có quần xanh rồi đó. Gia Hân lên số điện thoại để chị Dung Dung nha. Rồi hết hồng, còn xanh bơ với là xanh xanh đậm. Rồi cái này, cái sơ mi ong này rất là mắc luôn, mắc hơn sơ mi LV luôn. Này để mấy chị 79.000 luôn sơ mi giùm em. Ok chị, em để chị xanh dương á. Sơ mi ong thôi, comment sơ mi ong thôi 79.000. Đơn bao nhiêu cũng đi hàng hết đó mấy chị ơi. Hàng xả Tết mà bao nhiêu cũng đi hàng chứ đâu có giữ được nữa đâu. Cái like này like cuối rồi đó. Em ráng xả tới chiều là nhiều khi mai em chốt đơn nữa là xong rồi đó mọi người. Tạm biệt nha.
Tuyền Trang sơ mi ông, Phước Lĩnh sơ mi ông, Hải Ngọc sơ mi ông, 79.000 cái sơ mi ông, 145.000 sale còn 79 này. Comment đầy đủ giùm em thông tin số điện thoại đủ mi sơ mi ông. Ông làm gì có hồng bà? Sơ mi ông mà làm gì ông hồng đây? Ông này ông nâu. Chị ông nâu nâu mấy chị. Cái chị ông vòng hồng hồng đâu. Chị ông nâu nâu. Rồi ghi cho em sơ mi ông còn hai cái. Trời bá ơi, con nào nó bom cục cho đùng vậy? Á đù. À. Giật mình. Trên này thấy Hải Ngọc ở đây dưới Hải Lan. Đó, đúng cái đơn không cọc này thấy không? Đi đi em không làm. À, gọi chuyện cho vui vậy đó. Rảnh mà. Đúng cái đơn không cọc luôn mấy chị. Đơn này là nó kêu em mua 3 lần rồi. Em không cọc. Là đúng y chang những cái khách quen mà đơn không cọc là bom đó mấy chị. Em nó nói sai cái gì hết đó. Em không vu oan trai hết đó mọi người. Đúng cái đơn không cọc lại bom hàng. Mấy chị thấy khốn nạn không? Đúng cái đơn không cọc lại bom hàng. Không, 783 443 630. Đơn có 670. Khóa máy luôn rồi, xong. Không chửi được nữa rồi mấy chị. Nó khóa máy rồi. Rồi áo hot đi xe 69.000 luôn. Hot đi cao cấp cho mấy chị, xe 69.000. Nó bom có đơn hàng mà nó hủy cái sim luôn, mấy chị thấy không? Kinh khủng không? Khách nào mà năn nỉ là đây nè mấy chị. Khách nào mà năn nỉ là không đi hàng cho em đem không bom là đây, y chang. Là y chang luôn á, y chang câu đó luôn đó mọi người. Á à, không bom nè. Rồi ghi cho em áo hot đi 69.000. Ba mẹ Ngọc Nhi, con hàng chi để người ta kêu bà nổi ba mẹ ra không biết nữa. Chán ghê. Chán không muốn nói luôn trời. Nè set nè. Set xám giùm em. Cái này là rất là sang luôn. Em thích nhất là cái màu này trong tất cả tông màu. Tại vì biết sao không, màu rất là lạ. Mấy chị nhìn nè. Cái này không phải là xám xám lông chuột hay là xám, cái là nó là màu xám ghi mấy chị. Dạng như là xám mà có ánh xanh á, đẹp lắm. 130 ghi cho em là set ở đâu? Đại chị xem set này bao nhiêu vậy hàng? Gấm bên này ở trong cùng á, gần gần trong cùng á. 130 á ơi. Xem 130 luôn. Mày thấy ngứa không? Tức không? Set dâu hồng của em. Xét sáng của Nhi Kim. Cho nên là em bắt cọc hết. Khách cũ em bắt chuyển khoản hết. Nhớ cái line này là bắt chuyển khoản hết này. Rồi ghi cho em xét dâu hồng 139. Dâu hồng này là bán cháy hết hàng màu này đầu tiên luôn á. Dâu hồng 139. À đẹp quá. Lê Thị Tú Oanh. Sao nó đẹp đi. Màu ra đẹp. Rồi cái này áo khoác 99.000. Khoác 99.000 giùm em. Khoác này nha mấy chị nhá, khoác 99.000. Có cái à mấy chị ơi. Khoác 99.000. Em không biết nói gì với mấy cái con này, nó đầu não nó nghĩ đi đâu á. Trời ơi, cái dung cao cấp. Dung này dung hôm qua có cái màu gì ta, màu nu à, mà giành nhau quá trời luôn, khoác của Mỹ Linh. Em thề với mấy chị luôn á. Hôm qua dành nhau cái dung này quá trời luôn này. Ghi cho em là dung 99.000 luôn. Cái này hàng thiết kế nha. Hàng mắc ở số à, ghi cho em là dung. Dung cao cấp đó mọi người. Quá khép rồi mấy chị đẹp. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Dung của chị Hà Phạm. Không giấu. Set Mai Phương Bùi màu nu. Set này siêu đẹp. Em hỏi tại sao là khách em bắt cọc hết là vậy, không kể khách nào hết đó mọi người. Một người không bắt cọc là bom đó. Mấy chị thấy khách quen Thảo Huỳnh đầu like không? Bom đơn 1.150.000. Gọi điện tới, ơ cái bà này khùng hả, chửi em khùng luôn mấy chị. Nó bom mà nó quay sang chửi em khùng. Tôi có đặt cái gì đâu. Rồi ghi cho em là set Mai Phương Bùi 99.000.
chị đặt đồ đúng là rớt não giùm em nha, rớt não là chết đó mọi người. Mai Phương Bùi của Nguyễn Hiền đặt mà còn trong đầu không biết ấy nữa, lỡ như mai mốt lỡ có bầu không biết ai làm cho có bầu nữa, chết luôn á. Áo sơ mi 79.000, sơ mi 79.000, sơ mi 79k giùm em, sơ mi ong á. Rồi cái này set điểm với chị 50 này. Cái này là gồm áo 2 dây. Cái này mặc với chị mặc với cái quần lúc nãy cũng đẹp này. Mặc cái áo 2 dây này ôm này, mặc với quần lúc nãy cũng đẹp, siêu đẹp luôn. 50.000 màu trắng với màu môn, sơ mi của Đỗ Mi. Set này mấy chị mặc rất là cưng luôn á. Mặc với lại là quần sọt cũng đẹp. Set màu môn với màu trắng hai cái để mấy chị 50.000 cái. Môn của Hương Hoàng Mi. Rồi còn trắng, trắng của Trúc Linh. Chân váy size S 50.000. Chân váy size S 50. Chân váy size S 50. Để móc ra đi. Rồi set 3 món này rồi vừa ra đâu. Set 3 món mấy chị dành nhau ở cái live hôm trước rồi mấy chị. Set 3 món nó cái bra không đã thấy xịn sò rồi. Set 3 món cho em. Set Mai Phương Bùi hàng chuẩn á. 150. Này em không có hàng nào mà bán không, cái này bị bom này. Rồi mang cái phong quần này trời. Set Mai Phương Bùi dùm em. Cái này hàng mắc nha mấy chị nha, nhìn cái hàng này. Set 3 món Mai Phương Bùi chân váy của đâu rồi ta. Nhảy comment nhìn không nổi luôn á. Chân váy của Hương Phạm. Phạm như bưng kè sao. Set 3 món Mai Phương Bùi mấy chị nhớ cái set này có màu trắng, màu nu với lại màu đen á. 150. Thử dung hôm nay đẹp vậy ta. Ba món giùm em. Quần đâu? Set đen của nữ Ngọc Hoàng. Sơ mi để mấy chị 70.000 luôn. Cái này không phải là sơ mi, nó là dạng áo baby doll á. Ghi cho em là áo hồng cho em, siêu đẹp nha mấy chị nha. Áo hồng 70. Áo hồng 70. Set 3 món em hết mấy chị ơi. Áo hồng 70, áo kem 70 luôn. Cái này là dạng hàng xịt sò 130-140 hết á. Sơ mi kem với áo hồng giùm em. Áo hồng của Tiên Võ. Rồi còn một cái màu kem. Rồi cái này là áo xem với chị 70 luôn đi. Này bán 130 lận. Xe 70 ghi cho em là áo dạ quang. Cái này hàng mắc nha mấy chị nha. Kem của Trâm Trâm. Rồi cái này ghi cho em là màu đen giùm em. Đen 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 đen. Ghi cho em là áo đen. Rồi cái này là sơ mi màu nu. Nhìn hàng nhà Dung bán thì mọi người xịn sò không. Sơ mi nu 70. Còn màu gì ta, kem thôi, đen thôi đúng không. Rồi sơ mi nu 70. Kèm giá tiền đằng sau mấy chị. Áo hôm bữa em mặc thì mấy chị coi màu màu xanh nhé mấy chị hỏi. Dạ quang đen của Hồng Lười, sơ mi nu của Hoàng Mi, Hương Hoàng Mi á. Rồi cái này áo áo chủ đi, cái áo chủ đen cho em. Cho hai gái sẽ tắm trắng 3 gói. Ê, tắm trắng làm sao mà gói được hai gói được ta, áo nó gói sẵn hết ba bịch mà làm sao mà sót được một gói. Áo ơi. Tắm trắng mày gói 3 bịch 1 đúng không? Khách kêu thiếu gói kìa. Có thiếu được không? Áo chữ đen của Phạm Vi. Có nhiều bà chốt nhiều lắm đó nha. Đi cọc đi rồi là vừa rồi đó. Áo loan cho em. Áo loan 60.000. Áo loan 60. Áo chữ đen hết rồi mấy chị ơi. Áo loan 60. Áo loan 60 giùm em. Ai lấy áo loan ghi cho em áo loan. Này form áo giống em mặc này. Áo đen cho em 70. Má sơn tao đầu rồi ta. Áo loan của Sang Đạp. Rồi cái này ghi cho em là áo đen cho mấy chị nha, 70.000 luôn. Áo sơ mi 70 luôn.
Sơ mi này sơ mi mắc mấy chị. Sơ mi này mấy chị phối với form rộng dấu quần cũng đẹp. Mấy chị mặc đóng thùng lên với quần tây cũng đẹp. Sơ mi. Sơ mi chấm bi 70. Áo loan em hết rồi. Áo khoác 99.000. Đưa mớ này xuống dưới đi rồi em bỏ bên kia, em bỏ bên kia. Áo khoác, áo đen của chị Sang đặc. Áo khoác dùm em 99k. Áo khoác 99k dùm em. Khoác nhung hàng cao cấp á, 99k. Khoác 99k dùm em. Đầm nhung 80. Nhung 80.000. Ai lấy nhung ghi nhung 80. Đơn em chưa đi phải không? Chưa đi phải không? Đơn Ngọc Trâm đi chưa? Mấy đứa? Rồi ghi cho em. Khoác của Lê Thị Mỹ Hằng. Cái này ghi cho em là đầm nhung 80. Rồi đầm Mai Phương Bùi này hôm qua ai giành nhau màu kem mà vừa bom màu kem này. Ghi cho em là đầm dùm em nha. Á ơi, cái đầm Mai Phương Bùi đẹp muốn chết luôn á. Xe lỗ có 80.000 nè mà vẫn bom. Đầm Mai Phương Bùi. Quá đẹp hết rồi. Còn đầm nhung thôi mấy chị. Áo beo 70. Beo 70. Ai lấy beo ghi cho em. Beo 70 quá, beo đẹp quá. Beo 70 dùm em. Tí nữa em sẽ sale combo áo. Ai tí nữa vừa vào đợi combo áo tầm sale combo cho nó lẹ ha. Cái mưa đó áo thôi đúng không? Áo thôi đúng không? Tí nữa sale combo cho nó lẹ. Em sale combo là nhanh lắm mọi người. Hốt không kịp luôn á. Còn vest không dung. Beo của Phương Thùy. Khách mới nhớ dùm em là nghe máy để đi hàng nha. Nhắc lại lần cuối nha mọi người. Nguyễn Nguyên là đầm Mai Phương Bùi. Set vest này vừa nhắc có luôn. Vest này là vest cao cấp á. Không phải vest rẻ đâu mấy chị. Mà sale 100.000 luôn. Dung ơi, đơn em có nhân viên gọi điện chốt chưa? Ai có nhân viên gọi điện là đi rồi đó mấy chị ơi. Đừng hỏi nữa. Rồi ghi cho em là đầm Trầm Trầm. Set vest cao cấp 99.000. Vest cao cấp 99.000 dùm em. Cái này có một cái duy nhất à. Đơn bao nhiêu tiền em cũng đi. Trên 50.000 em đi hết rồi mấy chị. Mà đơn là không có cái nào dưới 50.000 hết. Trên 50.000 em đi hết rồi đó. Có cái nào giữ đâu. Hết giữ được rồi mấy chị ơi. Hôm qua là em còn giữ. Tại vì em nghĩ là hôm nay người ta trả hàng bom. Chứ bây giờ là sale hai bao tải bom nữa là nhà cũng không còn gì nữa nên em đi hết. Là có nghĩa là đợt cuối rồi đó. Là không có giữ hàng thì mấy chị cho bao nhiêu đơn cũng đi hết. Xả hàng là cho hàng sách bom hàng luôn. Vét cao cấp của Kim Hương nhớ giùm em nha. Rồi cái này áo 49.000. Cái này siêu xịt sò luôn. Áo 49.000. Giờ mà ai mà không đi hàng nữa mà giữ hàng rồi này kia cọc giữ hay là chuyển khoản thì qua năm lấy. Thì em không có đi hàng nữa, đi đợt cuối đó. Mai người ta là nghỉ tỉnh rồi đó. Mai người ta không nhận đơn nữa đâu mấy chị. Rồi cái này ghi cho em là áo rắn dùm em. Áo rắn 70. Áo 49 của Mỹ Hạnh Huyền. Rồi đầm hoa. Đầm hoa 99.000. Đầm hoa 99k. Ai lấy đầm hoa ghi cho em là đầm hoa 99k dùm em nha. Đầm hoa 99k. Đầm hoa 99k. Áo Dior. Chia sẻ lại giúp em đi mấy chị ơi. Đặng Đào đầm hoa. Áo Dior 60. Ai lấy áo Dior ghi cho em là áo Dior 60. Tại vì bom nên em ngồi em xài. Em chỉ lì lì tới bây giờ chứ